Sáng đi chợ thấy cô bán bưởi chào hàng dữ quá nên cũng mua ủng hộ một quả. Mang về nhà bổ thì rớt nước mắt cắt đến miếng thứ ba rồi nhưng chưa thấy múi bưởi đâu, trong khi đó đã là gần giữa quả. Đến khi nhìn thấy múi bưởi thì còn hụt hẫng hơn nữa, được có chút xíu chắc bằng nắm đấm. Sao hồi đầu cô bán bưởi không nói như vậy đó?